trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để lên theo dõi bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong và tất cả những cuộc thảo luận của chúng ta cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là bộ trưởng quốc phòng của taliban lên tiếng binh vực cho lệnh cấm phụ nữ tới học ở các trường đại học bản tin mới nhất cho biết là bộ trưởng đặc trách về giáo dục của taliban trong ngày thứ năm đã lên tiếng quyết định là binh vực cho cái quyết định của ông ta là ban cấm các phụ nữ tới các trường đại học và trong đó ông ta nói rằng đây là một trong những cái quyết định bởi vì các phụ nữ này đã không tôn trọng quy định ăn mặc của taliban thảo luận về vấn đề này lần đầu tiên trước công chúng nida mohammad nadim nói rằng lệnh cấm này đã được đưa ra trong tuần là cần thiết để đối phó với lại các cái việc mà gọi là có trộn lẫn giới tính trong các trường đại học và ông ta tin rằng là có thể sẽ dẫn tới tình, tình trạng gọi là vi phạm vào cái quy tắc của hồi giáo và ông ta nói rằng lệnh cấm này cho tới khi nào có những thông báo mới trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Afghanistan, ông Nadim đã đẩy lùi tất cả những cái sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế bao gồm luôn cả đa số những quốc gia hồi giáo như là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Ông Nadim nói rằng các quốc gia ngoại quốc nên chấm sen vào tình trạng nội bộ của Afghanistan. Trước đó trong ngày thứ Năm, thì à, bộ trưởng của khối G7 đã lên tiếng thúc dục chính quyền Taliban là hủy bỏ lệnh cấm và cảnh báo rằng việc mà bức hại các cái giới tính là hành động tội ác chống con người trong khi đó thì các vị bộ trưởng này lên tiếng cảnh báo sau phiên họp qua màn hình video và nói rằng chính sách của taliban đã tìm cách xóa đi cái cuộc sống công cộng của người phụ nữ và sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu quốc gia này vẫn tiếp tục có những cái hành động trên và có chia sẻ bên bao gồm có canada pháp đức ý nhật bản vương quốc anh hoa kỳ và một phần của liên hiệp âu châu và ông Nadim đã nói rằng các trường đại học này sẽ đóng lại với những phụ nữ trong giai đoạn này. Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ được duyệt xét sau đó. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của phía Taliban ngay sau khi mà cộng đồng quốc tế đã lên án việc mà Taliban đã cấm các phụ nữ tới trường học. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Iran đe dọa ông Zelensky sau khi mà ông có lời phát biểu ở trên quốc hội Hoa Kỳ. Trong đó nói rằng Iran đã cung cấp nguồn vũ khí cho Nga. Iran trong ngày thứ Năm đã lên tiếng và nói lời đe dọa với ông Tổng thống Zelensky và khi mà ông tuyên bố rằng à, phía của Tehran đã cung cấp nguồn tròn cho phía của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine vào cuộc nói chuyện của ông trên Quốc Hội, ông Zelensky đã biết rõ Iran là một à, chiến lược kiên nhẫn và chưa bao giờ à, có những cái à, hành động này và đây là những cáo buộc vô căn cứ. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ ngoại giao của Iran là Nasa Kanani đã đưa ra trong một cái lời đe dọa trong một thông điệp và trong đó đã được bỏ trên website của trang à, Bộ ngoại giao này và Kanani À, nói rằng đồng, đồng thời đã lên tiếng khuyến cáo ông Zelensky là phải học bài học à, về cái định mệnh và các cái à, nhà chính trị khi mà à, thực hiện cái việc à, được xem là ủng hộ bởi Hoa Kỳ. Phát à, lời phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi mà ông Zelensky đã có lời phát biểu trên quốc hội của Hoa Kỳ, trong đó kêu gọi phía Hoa Kỳ hỗ trợ thêm về à, năng lượng và vũ khí cho phía của Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga và khi mà Nga không thể đóng chiếm và tấn công các thành phố của chúng tôi bằng đạn pháo và pháo kích họ tìm cách phá hủy tất cả những cái trụ sở này bằng tất cả những cái hỏa tiễn và trên hết Nga đã biết rõ họ đang có chính sách diệt chủng đó là một đồng minh của họ và đồng minh này là chính là Iran Iran đã gửi những cái tròn gây tử vong cho Nga hàng trăm trái và bởi vì sự đe dọa tới cái đây là sự đe dọa tới hạ tầng cơ sở của chúng tôi và đó là lý do tại sao chủ nghĩa khủng bố đã bắt đầu được sáng lập ra và từ đó thì nó sẽ có những cái hành động nhắm vào tất cả những đồng minh khác chúng ta cần phải ngăn chặn điều này phía tòa báo trước đó cũng đã nói đã lên tiếng và nói rằng Tehran dự định là tặng cho Nga các cái loại tròn có tên gọi là sa hết 136 trong năm nay họ vào tháng 8 với 1.000 cái tròn trong đó đã được gửi tới Nga. phía <laughs> tròn quy rằng đã bị cáo buộc là đã sử dụng để tấn công vào các hạ tầng cơ sở tại Ukraine đặc biệt là các hạ tầng cơ sở về dân sự đây được xem là một trong những cái bản báo cáo của Hoa Kỳ và Tehran đã lên tiếng trước lời cáo buộc của phía của ông Zelensky cùng một lượt thì phía hoa kỳ báo cáo rằng bắc hàn đã bán vũ khí cho lực lượng lính đánh thuê wagner của nga bản tin mới nhất cho biết là bắc hàn đã gửi các cái vũ khí cho một cái công ty lính đánh thuê tư nhân của nga có tên là wagner theo tường trình của tòa bạch ốc cho biết vào ngày thứ năm và gọi nhóm này là một cái uh, nhóm được xem là hỗ trợ về quốc phòng cho các cái uh, nhóm bộ trưởng ở trong điện kremlin hoa kỳ đã ban lệnh cấm vận đối với là nhóm wagner tiếp theo sau việc mà Họ cáo buộc rằng Bắc Hàn đã bán cho nhóm này một số những cái đạn rocket và các hỏa tiễn vào tháng trước, vi phạm vào lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tòa Bạch Ốc và Cố vấn An ninh Quốc gia là John Kirby đã đưa ra. À, phía ông Wagner đang tìm kiếm trên toàn thế giới loại vũ khí ủng hộ cho cuộc chiến dịch quân sự của họ tại Ukraine. Ông Kirby đã nói với các thông tin viên, Chúng tôi có thể xác nhận rằng Bắc Hàn đã hoàn toàn bán và đà chuyển vũ khí cho Wagner và được trả bởi trên các cái vũ khí này. Và ông cơ nói rằng nhóm Wagner này vốn là một nhóm quân sự độc lập và thường đánh thuê cho nhiều quốc gia. Và lực lượng quốc phòng của Nga đã biến cái nhóm quân đội này trở thành một cái nhóm cung cấp và hỗ trợ quân sự cho Nga. Và trong đó thì họ đã chi ra khoảng 100 triệu Mỹ Kim mỗi tháng cho cái chiến dịch tranh quân sự ở tại Ukraine. Wagner đã bắt đầu sát nhập với những cái quốc gia quyền lực như là Nga để tăng cường cái mạng lưới quốc phòng của Nga. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của phía Hoa Kỳ đưa ra. Cùng một lượt thì trên tờ báo Independent, nhóm Wagner đã bác bỏ tất cả những cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng họ mua vũ khí của Bắc Hàn để mà tăng cường cuộc chiến tại Ukraine. Nhóm à, <laughs> lính đánh thuê Wagner đã lên tiếng bác bỏ cái lời cáo buộc của phía Hoa Kỳ nói rằng Họ đã mua vũ khí từ Bắc Hàn và sẽ chuyển đến cho khu vực ở Ukraine vi phạm vào lệnh cấm của Hoa Kỳ, của Hoa Kỳ và của Liên Hiệp Quốc. Trong đó bao gồm luôn nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Phát công viên Tòa Bạch Ốc là John Kirby cho biết trong tuần này là cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã kết luận nhóm Wagner đã mua các vũ khí và dụng cụ quân sự từ ở phía Bắc Hàn để hỗ trợ cho cuộc chiến của họ tham chiến cùng với quân đội Nga tại Ukraine. Chúng tôi đã có <laughs> tất cả những cái... À, xâm nhập được tất cả những cái nguyên liệu về tình trạng mà chuyển vũ khí cho Wagner và đã không có thay đổi gì trong cái, cái những cái bãi chiến trường tại Ukraine. Ông cơ đã cho biết như trên và chúng tôi lo ngại rằng Bắc Hàn dự tính là sẽ chuyển thêm tất cả những dụng cụ quân sự này. Nhóm Wagner ngay sau đó đã lên tiếng và nói rằng đây là một cáo buộc vô căn cứ, bất tất cả mọi người đều biết là Bắc Hàn không hề cung cấp bất kỳ vũ khí cho Nga từ lâu nay và không có nỗ lực làm chuyện này. Đó là lời phát biểu của chủ nhân của cái uh, nhóm lính đánh thuê Wagner có tên là Zevgeny uh, Pirozin đã phát biểu trong một bản statement minh. Mặc dù là đôi bên đã có lời cáo buộc, tuy nhiên thì nhóm Wagner cho biết họ tham chiến tại đây nhưng họ lại không có uh, ý định là mua vũ khí từ Bắc Hàn và Bắc Hàn cũng không quyết định cung cấp vũ khí cho bất kỳ một quốc gia nào trước đó thì cũng có một nhóm lính đến thời khác của Hoa Kỳ tương tự như vậy có tên là Blackwater thì cũng đã nhận được sự giám sát chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố Blackwater được sáng lập từ năm 1996 bởi cựu thủy quân lục cựu lính hải quân của Hoa Kỳ thực nhóm mà người nhái là Eric Prince sau đó thì đã <laughs> sáng lập và gọi là đây là một cái Iconomy từ năm 2011 và Blackwater <laughs> cũng đã nhận được rất nhiều những cái uh, sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ trong việc mà họ đã có những cái hoạt động chống lại lực lượng khủng bố Và Wagner cũng tương tự như vậy Tuy nhiên Wagner thì làm với chính quyền Nga Còn nhóm uh, Water thì làm với chính phủ của Hoa Kỳ Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Thường viện thông qua cái uh, dự luật cho năm tới lên tới 1.700 tỷ Mỹ Kim Trong đó bao gồm luôn cả cái việc cứu trợ và hỗ trợ cho Ukraine một cái uh, dự luật cho ngân sách hoạt động của năm tới trị giá 1.700 tỷ Mỹ Kim đã được thông qua bởi cái uh, sàn thương viện vào ngày hôm nay giữa lúc mà các cái cơ quan của chính quyền liên bang đang tìm cách thúc đẩy để có được cái dự luật ngân sách quốc phòng cho năm tới. dự lúc này gồm có 4.155 trang bao gồm luôn 772.5 uh, tỷ Mỹ Kim cho tất cả những vấn đề liên quan tới đối nội và... 858 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề quốc phòng và hỗ trợ cho những cơ quan của chính quyền liên bang trong tài khoá từ đây cho tới cuối tháng 9 năm tới. Và dự luật này đã được thông qua với tổng số phiếu là 68 trên 29 và bây giờ đang chuyển xuống Hạ viện để bỏ phiếu trước khi nó đã nằm trên bàn của ông Joe Và đây được xem là một trong những cái gói khổng lồ mà chúng ta đã từng hy vọng từ lâu nay. Đó là lời phát biểu của ông Chuck Summer, Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện đã đưa ra và điều này ông ta cho rằng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chính sách đối nội trong khi đó thì một số những thành viên của đảng cộng hòa tại hạ viện đã lên tiếng và nói rằng họ không muốn có cái ngân sách chi phí quá nhiều và trong ngân sách này thì đã chi ra gồm 45 tỷ mỹ kim hỗ trợ quân sự kinh tế và hỗ trợ nhân đạo cho phía của ukraine trong đó gồm cả những cái cuộc hỗ trợ của nato và đây được xem là lời yêu cầu mới nhất của ông joe biden và như vậy thì cái mức hỗ trợ của Hoa Kỳ cho phía của Ukraine lên tới 100 tỷ Mỹ Kim. Ở đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra trên sàn thượng viện. Cùng một lúc thì tại Hạ viện các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện lên tiếng và nói rằng họ sẽ tìm cách ngăn chặn cái dự luật này dưới Hạ viện. Bản tin cho biết thì có ít nhất là 31 thành viên đang có và sắp sửa trở thành thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đồng ký cho một lá thư gửi ra và nói rằng các thượng nghị sĩ nào của tha của đảng cộng hòa mà bỏ phiếu cho dự luật 1.700 tỷ mỹ kim sẽ đối diện với hậu quả trong ngày thứ hai thì 13 thành viên của đảng cộng hòa đã ký trong lá thư cam kết sẽ ngăn chặn cái dự luật này với bất kỳ một thượng nghị sĩ nào của đảng cộng hòa mà bỏ phiếu cho cái dự luật ngân sách vào năm tới cùng với đảng dân chủ trong cái lá thư này có chữ ký luôn của ông kevin mccarthy là chủ tịch khối thiểu số tại hạ viện năm trong số những thành viên có thêm vào ngày thứ tư đã tham gia vào nhóm này à, lên tiếng và nói rằng sẽ đấu tranh với lại các thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa tại thượng viện đây là cái uh... Dự luật gồm 4.155 trang, chi ra 1.700 tỷ Mỹ Kim, được xem là một cái gói ngân sách khổng lồ dành cho chính quyền Joe Biden tăng cường để tấn công và có thái độ chuyên chế và kiềm chế cái quyền tự do của người dân Hoa Kỳ, cũng như vi phạm vào hiến pháp của Hoa Kỳ. Và trong đó gần như là đã có sự cấu kết với một số thành viên của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, đó là lá thư đã viết như trên. Và viết các thành viên đảng Cộng Hòa cho biết Họ chống lại cái dự luật này bởi vì à, cái tình trạng ở tại Washington DC đã chi rất nhiều tiền à, và không có à, mang lại hiệu quả tốt. Và trong đó nợ công quốc gia đã lên tới hơn 31.000 tỷ Mỹ Kim. Hiện nay chúng ta đang có món nợ công lên tới 31.000 tỷ Mỹ Kim. Và con số xá sâu động và một cái hố lớn cho các con cháu của chúng ta sau này phải gánh chịu. Và bởi vì các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện đã phối hợp và cấu kết để mà nâng cái nợ trần quốc gia lên và điều này sẽ gây ra khốn khó cho con cháu thế hệ sau và đây rõ ràng là một hành động đạo đức giả chúng tôi đã phản đối cái cái, cái ngân dự luật ngân sách này và chúng tôi yêu cầu là các thành viên đảng cộng hòa tại thượng viện không nên bỏ phiếu tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu cũng đã diễn ra trong lá thư này gồm có dân biểu Chip Royce của Cộng hòa tại Texas, Matt Gaetz của, của, của Florida, Scott Perry của Pennsylvania, Andy Beach của Arizona, cùng tham gia cô ấy với lại à, bà dân biểu mà Jory à, Tyler Green của Georgia, Louis Gomez của Texas, Bill Bossy của Florida à, và người vừa mới à, tái à, vừa mới đắc cử xong là Ketsell của Texas cùng với lại Kevin McCarthy là chủ tịch khối thiểu số tại hạ viện bây giờ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hunter Biden đã thuê một cựu luật sư của của Clinton để mà đối phó với cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa. Bản tin mới nhất cho biết là ông Hunter Biden đã mướn một văn phòng luật sư được xem là cao cấp là vốn làm việc dưới thời của ông Bill Clinton trước đây để mà cản trở cuộc điều tra của các thành viên Đảng Cộng hòa theo tường trình của đại NBC cho biết và trong đó thì đây là một văn phòng luật sư có tên gọi là Abel Lowell vốn là đối tác của văn phòng luật có tên là Winston and Strow. Lowell được xem là một trong những người đã đối phó cho việc mà cho Hunter Biden đã đối diện với lại cuộc điều tra của quốc hội trong cái mùa tới và trong đó có thể là sẽ tìm cách gọi là đối phó với người đã từng giữ cái laptop của ông ta và đồng thời ông ta cũng đã đưa ra một số những cái chiến lược tổng quát Lowell được xem là một trong những nhân vật đã, đã làm việc dưới thời của Bill Clinton à, và kể cả trước đây là với con trẻ của cựu tổng thống Trump là Jack Kushner cũng như là đang làm việc cho thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là Bob Menendez tại New Jersey và Hunter Biden đã thuê mướn A. Uh, A. để làm cố vấn cho ông ta và sẽ là một phần trong toán pháp lý của ông ta để thách thức những điều mà ông ta phải đối diện. Đó là lời phát biểu của một luật sư của Hunter Biden là Kevin Morris đã nói với lại đài truyền hình vào uh, tuần này. Trong khi đó thì uh, cái căn cứ của cái nơi mà văn phòng này được đặt tại Washington DC Là sẽ có hàng loạt những cái hoạt động để xem Để mà làm việc với lại phía DOJ Và tìm cách chống lại cái cuộc điều tra của quốc hội Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất Mà Hunter Biden đã đối phó lại Với cái tình trạng mà điều tra của đảng Cộng Hòa Ngay sau ngày 3 tây tháng 1 Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hunter Biden ngày hôm nay Và cũng liên quan tới Joe Biden ngày hôm nay Chính quyền của ông ta chi ra 550.000 Mỹ Kim để mà sáng tạo hệ thống AI tức là hệ thống uh, trí tuệ nhân tạo nhằm kiểm soát và cản trở những cái mà ông ta cho là sai lạc trên mạng xã hội. Chính quyền của Joe Biden đã chi ra khoảng 550.000 Mỹ Kim để phát triển một cái uh, trí tuệ nhân tạo mà trong đó có thể tự động ngăn cản tất cả những điều mà ông ta cho là sai lạc trên mạng xã hội. Số tiền này đã được trao cho cái trường đại học University of Washington vào tháng 3 và được cung cấp thông qua cái ngân sách 1.900 tỷ Mỹ Kim trong cái ngân sách gọi là American Rescue Plan tức là ngân sách cứu trợ của ông ta và các nhà nghiên cứu dự tính là nhận được số tiền là 550.436 Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới và như vậy thì họ đã nhận, đã, họ đã nhận chính thức là 132.000 Mỹ Kim trong đó mục tiêu của cái cuộc nghiên cứu này là tạo ra một cái hệ thống ai trong đó có thể phân tích các cái post trên mạng xã hội và trong đó bao gồm luôn việc những dấu hiệu cho thấy rằng có hành động bất hại hay là có những hành động được xem là ngầm hoặc là thiên vị ngầm ở trong các cái post trên mạng xã hội nhắm vào các cộng đồng tiểu số tuy nhiên thì số tiền này gần như là để chi ra cho việc mà tạo ra những cái hệ thống ai nhằm kiểm duyệt các cái quyền tự do ngôn luận của người dân trên mạng xã hội vào tháng trước joe biden đã kêu gọi một cuộc điều tra nhắm vào nhà tỷ phú elon musk sau khi mà ông thu mua lại trang mạng xã hội twitter và sau khi mà ông cam kết rằng sẽ duy trì cái uh, nghị trình là tự do ngôn luận đây được xem là cái đòn mới nhất mà joe biden đã tung ra nhằm có thể kiểm duyệt tất cả những cái lời phát biểu của tất cả những ai chỉ trích chính quyền joe biden hay là chỉ trích những nghị trình của giới cánh tả đều bị xem là sai lạc và sẽ yêu cầu mạng xã hội đóng lại tất cả những lời chỉ trích này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong một bản báo cáo mới nhất, hầu hết tất cả những nhân viên cao cấp của các công ty Big Tech tại Silicon Valley đều là những nhân viên từng làm việc trong FBI và CIA. Các cựu nhân viên của FBI, CIA và NSC hoặc là các viên chức của Bộ Ngoại giao sau khi mà kết thúc việc làm của họ ở ra chính phủ đều nhận những vị trí cao cấp ở các công ty gồm có Meta tức là Facebook, Google hoặc Twitter và có một số nhân viên tình báo CIA thuộc dạng cao cấp cũng trở thành những nhân viên làm việc ở những cái khâu rất quan trọng của công ty Meta theo tường trình của một tổ chức về báo chí có tên là Mint Press cho biết như trên trong đó thì sau khi mà ông Elmer tung ra các tập hồ sơ cho thấy rằng là phía FBI và CIA cũng như một số nhân viên tình báo đã tìm cách gọi là thiên vị trong vấn đề gọi là đưa tin về các cái tin liên quan tới bầu cử năm 2020, đặc biệt liên quan tới cái laptop của Hunter Biden đã bị ngăn chặn thời điểm này để uh, tránh gây bất lợi cho Joe Biden. Trong bản báo cáo mới nhất của tờ Daily com cho biết, thì uh, chính cựu thành viên của cơ quan CIA hiện nay đang làm việc cho công ty Meta, bao gồm luôn cả Aaron Berman, được xem là cựu uh, nhân viên của uh, của CIA vốn đã từng làm việc trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ trong cái chiến dịch gọi là chống lại tin giả và tin nhiễu. Cùng một lượt, một số những cựu nhân viên khác của CIA gồm có phân tích gia tình báo có tên là Deborah Bergman cũng đang nằm trong cái cơ quan đặc trách về Trust and Safety Management tức là an toàn và niềm tin của công ty Meta và kể cả trong cái thành viên của cái quỹ ban giám sát của công ty Meta là Chris Rowe cũng là một cựu à, nhân viên chính trị và đặc trách về phân tích chống khủng bố của cơ quan tình báo cia và hiện nay gần như là tờ daily mail cho biết có ít nhất 8 nhân viên của fbi hiện nay đang làm cho công ty twitter nằm trong cái, cái đơn vị gọi là trust and security và trong đó bao gồm luôn cả james baker người vừa mới bị ông elmer sa thải vì tội cản trở tất cả những tập hồ sơ này đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất cho thấy là các công ty Big Tech đã sử dụng tất cả những nhân viên từng làm việc cho những cơ quan công lực và tình báo của Hoa Kỳ làm nhân viên cao cấp của họ để kiểm duyệt và bắt đầu xác nhận tất cả những cái tính chất liên quan tới vấn đề kiểm duyệt những tiếng nói bảo thủ ở trên các cái trang Big Tech. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cơ quan tuần tra biên giới đang tìm kiếm những nhà thầu để xây dựng cái phần còn lại của bức tường biên giới và các hạ tầng cơ sở. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan quan thuế và tuần tra biên giới là CBP đang ra chấp nhận cái quyền đấu thầu trị giá 400 triệu Mỹ Kim cho công việc mà nối lại các cái khoảng trống ở bức tường biên giới vốn bị gian dở trước đây ở tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Theo tường trình cho biết, trong ngày 10, 20 tây tháng 12 vừa qua, thì cái dự án này được biết với cái tên là idiq tức là identify uh, delivery và identify qua quattinti được xem là một cái hợp đồng để dành cho tất cả những nhà thầu mà xây dựng cái hàng rào biên giới trong đó bao gồm luôn tất cả những cái cần thiết uh, băng ngang qua những cái cổng cái cầu những cái uh, hệ thống kiểm soát và kể cả một số những cái trạm gác của các binh sĩ cũng như là hệ thống bảo vệ cho đường biên giới uh, bao gồm luôn cả camera À, cái à, những cái nhà, nhà xí à, tức là nhà nhà vệ sinh và kể cả một số những cái hệ thống fiber optic của hệ thống liên lạc và trị giá của cái việc xây cất này cho mỗi một nhà à, nhà thầu lên từ 50 triệu Mỹ kim cho tới 400 triệu Mỹ kim và hiện nay thì à, việc đấu thầu này diễn ra từ đây cho tới ngày 10 tây tháng 1 năm tới đây được xem là một trong những cái lời cam kết của Joe Biden với lại thống đốc tiểu bang Arizona sau khi đôi bên đạt thỏa thuận là Joe Biden sẽ xây dựng tiếp cái bức tường biên giới. Và bù lại, thống đốc của tiểu bang Arizona sẽ tháo gỡ tất cả những cái container đặt ở bức tường biên giới và ở khu vực đó để làm cái bức tường biên giới ra khỏi khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của biên giới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một trong những cựu tư lệnh của Hoa Kỳ đã lên tiếng và nói rằng À, việc mà mối quan hệ với Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải xóa đi ngay lập tức để bảo vệ an ninh cho quốc gia của Hoa Kỳ. Tư lệnh của ngành Không quân về hưu là tư lệnh Robert Spalding đã lên tiếng và nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang kiểm soát tại Trung Quốc trong chế độ một đảng cai trị đang tìm cách thay thế Hoa Kỳ trong tương lai. Trong lời phát biểu mới nhất của ông thì ông nói rằng xã hội Hoa Kỳ cần phải đào thải tất cả những tư tưởng và những ai có liên hệ tới Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì những kẻ này đang tiếp tay cho phía cộng sản trung quốc dần dần thay thế vị trí hoa kỳ trên thế giới và hoa kỳ cần phải có một chiến lược tách rời tất cả các kỳ lệ ra khỏi nền kinh tế của trung quốc điều quay duy nhất là giúp chúng ta có thể đối phó với trung quốc là tách rời họ ra khỏi xã hội của chúng ta đó là lời phát biểu con sportling đã nói với lại truyền hình trong cuộc phỏng vấn mới nhất và kể từ khi mà chúng ta hoàn toàn rời khỏi trung quốc và tách rời khỏi họ ngày hôm nay thì họ sẽ không có khả năng tiếp cận kỹ thuật các nhân tài và nguồn vốn của chúng ta và điều này sẽ giúp cho chúng ta an toàn hơn trước cái trò gọi là gây ảnh hưởng của họ đây được xem là một trong những cái quan điểm mới nhất của vị tư lệnh không quân hoa kỳ trước đây và trung quốc đã có những cái tiếp cận và tìm cách đánh cắp tất cả những cái tài sản của hoa kỳ trong đó bao gồm luôn các sản phẩm về trí tuệ kỹ thuật cũng như là tìm cách chiêu mộ một số nhân tài của Hoa Kỳ cũng như là họ đã xâm nhập vào thị trường vốn của Hoa Kỳ để mà lấy nguồn vốn Hoa Kỳ vung đắp cho hệ thống quân sự của họ. Đó là lời cáo buộc khá mạnh mẽ của vị cựu tư lệnh không quân là ông Spartan đã đưa ra sau khi mà ông nói rằng là nếu như mà ngay từ bây giờ không có một chiến lược cần thiết thì trong một vài thập niên tới Hoa Kỳ có nguy cơ sẽ mất dần cái quyền lãnh đạo thế giới vào tay của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay Công ty Biden đã bắt đầu đưa ra dê tế thần Sau khi mà công ty TikTok bị cáo buộc đã xâm nhập vào dữ liệu của người sử dụng tại Hoa Kỳ Bản tin mới nhất từ ở Trung Quốc cho biết Công ty mẹ của công ty TikTok là công ty Biden Nói rằng họ đã phát hiện ra một số nhân viên đã có hành động xâm nhập vào các dữ liệu người sử dụng của Hoa Kỳ Và điều này là vi phạm tiêu chuẩn học của công ty Và khiến cho các nhà lập pháp của Hoa Kỳ lo lắng một số cá nhân đã thiếu sự cho phép đã xâm nhập vào dữ liệu của người sử dụng TikTok ở tại Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của Suzy Chow, được xem là giám đốc điều hành của cái trang video của cái app này đã nói với lại các nhân viên trong một cái bản memo mà trong đó được hãng thông tấn Bloomberg nhìn thấy. Và đây rõ ràng là cái trò biện hộ của công ty Biden bởi vì chính họ đã tạo ra những công cụ giúp cho các nhân viên của họ tại trung quốc có thể xâm nhập vào dữ liệu của hoa kỳ à, của người sử dụng tại hoa kỳ bất kể server này được đặt tại hoa kỳ và nhân viên thì nằm ở trung quốc tuy nhiên với cái lời cáo buộc và có thể có nguy cơ tiktok sẽ bị ngăn cấm toàn diện trên lãnh thổ hoa kỳ nơi họ đang có 100 triệu subscriber thì quý vị đây là cái lời giải thích biện hộ và tìm cách đưa dê tế thần ra để mà à, gọi là sa thải và tìm cách gọi là xoa dịu với sự phẫn nộ của người dân Hoa Kỳ khi mà họ biết được công ty này đã cho phép các nhân viên xâm nhập vào trong các cái uh, dữ liệu của họ ở tại Hoa Kỳ mà những nhân viên này đã có những cái phương tiện công cụ do chính công ty Biden tạo ra cho nhân viên của họ và điều này dẫn tới việc chính phủ Hoa Kỳ nghi ngại là tất cả những công cụ này sẽ được lực lượng mật vụ, tình báo và kể cả lực lượng PLA của Trung Quốc sử dụng để gây nguy hại cho người dân tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Nam Hàn đã có dự tính là sẽ có khoảng 20 cuộc tập trận trong năm tới cùng với Hoa Kỳ trong lúc thừa nhận đang có sự tăng cường căng thẳng với phía Bắc Hàn. Nam Hàn và Hoa Kỳ đang dự tính là sẽ có 20 cuộc tập trận trong rồi trong năm tới, giữa lúc mà Bắc Hàn vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng ở khu vực. Phía Nam Hàn cho biết họ sẽ gia tăng hợp tác về quốc phòng một cách sâu đậm hơn với phía Hoa Kỳ và hy vọng là sẽ chuẩn bị cho những cái đe dọa về nguyên tử từ phía Bắc, đồng thời là À, tổng tham mưu trưởng của và, và, Nam Hàn và kể cả Bộ trưởng đặc trách về quốc phòng là Lee jong suk đã phát biểu trong một cái bản thông cáo báo chí theo tường trình cho biết vào ngày thứ tư và bản thông cáo báo chí này diễn ra giữa lúc mà Bắc Hàn đã quay trở lại thử nghiệm các vũ khí của họ đã bắn ít nhất hai hỏa tiễn đạn đạo băng ngang qua cái khu vực gọi là Tongchangri nằm ở phía đông nằm trên vùng biển quốc tế và gần với gần biển của Nhật Bản và của Nam Hàn. Trong khi đó thì tổng tham mưu trưởng của Nam Hàn nói rằng các cái hỏa tiễn này chỉ cách cái khu vực biên giới của đa, của cả hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn cũng như Nhật Bản là khoảng 50 phút bay mà thôi. Đây được xem là một trong những cái hành động mới và phía Nam Hàn nói rằng họ sẽ tăng cường tất cả những cuộc tập trận với Hoa Kỳ để kềm chế Bắc Hàn. Trong đó thì tổng thống Yoon Seok-yeol nói rằng ông cam kết là sẽ đối phó với tình trạng căng thẳng hiện nay và dù rằng đôi bên đã có phía Nam Hàn cố gắng thúc đẩy cuộc đối thoại sáu bên tuy nhiên thì nó vẫn thiếu sự hợp tác của phía Trung Quốc Nga và đây là được xem là một trong những cái điều mới nhất đã diễn ra trong ngày chủ nhật thử ngày nghiệm vũ khí thì Bắc Hàn cho biết đây là một cái loại hỏa tiễn họ gọi là One Song 17 ICBM một loại hỏa tiễn mà Bắc Hàn mô tả là có khả năng bắn tới lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng của Nam Hàn cho biết là dự tính sẽ gia tăng hợp tác và tập trận với Hoa Kỳ liên tục trong năm tới khoảng 20 trận tập trận. Và các cuộc tập trận này sẽ với các kịch bản tác chiến khác nhau và đối phó với tiềm năng đe dọa từ phía của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đông Bắc Á ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, nhiều công ty của Đức đã đổ hàng tỷ Mỹ Kim để tìm kiếm nguồn cung cấp từ Đài Loan, đặc biệt là trong kỹ nghệ hóa chất và kỹ nghệ gọi là semiconductor. Rất nhiều công ty của Đức đã rời bỏ thị trường của Trung Quốc và tìm cách liên lạc với các công ty của Đài Loan trong vòng 3 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và kể cả cái uh, tình trạng gọi là chống dịch trên toàn cầu khiến cho họ đã thiếu nguồn nguyên liệu và giờ đây họ gần như tập trung nguồn nguyên liệu là chờ vào sự hỗ trợ của Đài Loan trong đó thì à, một trong những người lãnh đạo chính sách kinh tế của Đài Loan tại Âu Châu cho biết như trên trong 3 năm qua thì các công ty của Đức đã tràn qua Đài Loan tìm mua một số những nguyên liệu gốc cũng như là nguồn cung cấp nguyên liệu từ Đài Loan kể cả cái à, kỹ nghệ về chất bán dẫn tức là semiconductor và những cái à, nguyên liệu dùng để chế tạo semiconductor và trong đó gần như là các rất nhiều công ty của Đức đã tụ tập và gần như họ rời khỏi Trung Quốc sau khi mà Tập Cận Bình áp dụng chính chiến dịch gọi là Zero Covid và siết chặt tất cả những cái xuất khẩu và nhập khẩu khiến cho họ, họ gặp khó khăn và bây giờ họ phải tìm nguồn nguyên liệu khác và họ đã tiếp cận với phía Đài Loan đây được xem là một chiến thắng nhỏ nhoi của Đài Loan giữa lúc mà Trung Quốc đang tăng cường bức hại kinh tế đối với đảo quốc này đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay đảo quốc Fiji đã cho yêu cầu quân đội can thiệp sau khi mà nói rằng có cuộc bầu cử một cách không rõ ràng tại đây lực lượng quân đội của Fiji đang giúp để quản trị vấn đề pháp lý đó là lời phát biểu của thủ tướng à, của Fiji là ông Frank đã lên tiếng vào ngày thứ năm chỉ ra cho thấy có sự lo ngại về các cái sự à, căng thẳng trong cộng đồng thiểu số sau khi mà diễn ra cuộc bầu cử vào tuần trước với lại một cái à, thành viên của quốc hội mới <laughs> đảo quốc này đang có khoảng 900.000 dân và đã từng có rất nhiều những cái lịch sử về cuộc lật đổ quyền lực bởi giới quân đội và ông uh, Bainimarama à, là một trong những người đã chiếm được quyền lực từ cái cuộc đảo chánh năm 2006 và trở thành thủ tướng trong 16 năm qua ông đã thắng cuộc bầu cử năm 2014 và 2018 hiện nay đảo quốc Fiji đang chờ đợi tổng thống của họ để kêu gọi là tái bầu cử lại sau khi mà có một số những cáo buộc là những cuộc bầu cử này đã thiếu tính chất minh bạch và Ông thủ tướng này cho biết ông đã kêu gọi phía quân đội là phải gìn giữ tất cả an ninh, tránh bạo loạn và tránh các cuộc bạo động ở tại quốc gia này sau khi mà kết quả bầu cử vừa được công bố vào tuần trước và dẫn tới một cái cuộc xung đột về mặt chính trị và cũng như là những cái cuộc khẩu chiến diễn ra trên mặt báo chí có thể dẫn tới tình trạng bạo động ngoài xã hội. Đây được xem là một biến động mới nhất của quần đảo Fiji, nơi được xem là nằm ở quần đảo Nam Thái Bình Dương và nơi mà được xem là Trung Quốc đang dòm ngõ tới rất nhiều đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng lúc 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas Mong quý khán giả vẫn tiếp tục duy trì làn sóng phát hình và phát thanh của TNP Channel để theo dõi các bản tin, các bài nói chuyện mang tinh thần chủ quan của Phong. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!